mừng các bạn đến với kênh YouTube của Học Giải, kênh về học tập và ứng dụng. Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, nhưng bên cạnh đó con người lại có nhiều mối lo ngại hơn, trong đó có bảo vệ tài sản xung quanh ta. Việc bảo vệ tài sản có thể dùng camera giám sát. Buổi hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cách nữa, đó là tận dụng điện thoại cũ làm thiết bị cảnh báo chống trộm. Mình giới thiệu trên hệ điều hành Android, còn trên hệ điều hành iOS thì cũng tương tự. Là chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên các bạn lên CH Play, các bạn tìm ứng dụng có tên là Silent Eye và các bạn download về và cài đặt. Đầu tiên các bạn lên CH Play này. Các bạn tìm ứng dụng Silent Eye. Đó, các bạn tìm cái ứng dụng có tên là như này. Sau đó các bạn tìm. Đấy, thì cái ứng dụng này hệ thống chuông chống trộm này. Các bạn bấm vào đây, tải về và cài đặt. Việc cài đặt này thì nó rất là dễ, mình nghĩ rằng bạn nào cũng có thể cài đặt được. Cái ứng dụng nhỏ này nó có dung lượng khoảng 8,98 MB, nó rất là nhẹ, không có gì là nặng cả. Rồi các bạn chờ một lúc để nó cài đặt. Nhấn mạnh các bạn rằng là các bạn có cái điện thoại nào cũ thì các bạn dùng nhé, các bạn sử dụng. Rồi, cái ứng dụng đã cài đặt xong thì các bạn có thể bấm vào nút mở luôn ở đây cũng được. Hoặc là trên màn hình, các bạn thoát ra màn hình chính. Nó có cái tên ứng dụng đây là Silent Eye này. Các bạn nhìn thấy cái ứng dụng này không? Silent Eye. Thì các bạn bấm vào đây nút mở này. Cái hoạt động của cái ứng dụng này như nào? Thì cái hoạt động của cái ứng dụng này dựa trên sử dụng cái camera của điện thoại và phát hiện cái chuyển động. Khi có một cái chuyển động nào đó thì cái camera này sẽ chụp lại và thông báo cho các bạn. Thông báo thì có thể gửi bằng thư điện tử hoặc là sử dụng tin nhắn điện thoại. Thế thì nếu như các bạn sử dụng thư điện tử thì các bạn bấm vào cái hộp thư này, bạn bấm vào hộp thư, sau đó các bạn nhập cái địa chỉ email vào để cái ứng dụng sẽ thông báo đến bạn khi mỗi khi có cái hành động mà đến liên quan đến tài sản của các bạn. Ví dụ ở đây mình nhập địa chỉ email này. Đó, mình nhập địa chỉ email này, các bạn bấm OK. Nếu các bạn muốn cái ứng dụng này thông báo các bạn bằng tin nhắn thì các bạn vào cái mục SMS này, các bạn nhập số điện thoại vào. Ví dụ số điện thoại của mình là 0. Rồi, sau đó các bạn nhập, sau khi nhập số điện thoại xong thì các bạn bấm OK. Ở cái loa này các bạn nhìn thấy cái hình hiện loa này. Thế thì cái loa này nó thực hiện cái chức năng gì? Tức là khi phát hiện chuyển động thì nếu các bạn bật cái loa này sáng lên thì bản thân cái điện thoại của các bạn sẽ phát ra một cái tín hiệu bằng âm thanh rất là lớn, tiếng còi báo động, mục đích là để cho kẻ xấu hoảng sợ và chạy đi thôi. Còn nếu các bạn không muốn cái tín hiệu này báo động bật lên thì các bạn chỉ việc tắt đi để nó tắt như này. Đó, như vậy là cái phần cài đặt đã xong. Bây giờ chúng ta thử xem cái hoạt động của cái ứng dụng này như nào, xem nó có ích lợi gì không, có hiệu quả và có ích lợi cho nhiều bạn hay không, và có cái tiện dụng trong cuộc sống hay không. Thì bây giờ chúng ta cùng xem cái hoạt động của chúng nó như thế nào. Các bạn nhớ bật cái ứng dụng Silent Eye lên, sau đó các bạn để điện thoại một chỗ nào đó nó kín và quan sát được cái vật, cái tài sản chúng ta cần bảo vệ. Các bạn để xa cũng được, không cần nhất thiết phải để gần. Rồi khi bật lên thì các bạn thấy rằng là nó sẽ thông báo là hệ thống cảnh báo trong 29 giây 28 này, nó đếm ngược để cho đến về 0 thì nó bắt đầu hoạt động. Thì cái vấn đề là ở cái chỗ là các bạn cần phải để điện thoại làm sao đấy là không được rung. Nếu rung thì cái chỗ này người ta sẽ đếm lại từ đầu, bắt đầu từ 30 giây từ đầu. Bởi vì là cái nguyên lý làm việc của cái hệ thống này là đặt ở cái vị trí tĩnh, thì khi có cái chuyển động thì hệ thống sẽ thông báo là có cái chuyển động gửi đến. Đấy, bây giờ các bạn thấy rằng là bắt đầu hoạt động này. Ví dụ như mình cần trông cái xe máy này chẳng hạn. Ví dụ mình cần trông xe máy,
Đấy, bạn thấy là có người lạ đến. Có người lạ đến thì các bạn thấy rằng là cái hình đỏ đỏ người ta phát hiện ra. Đấy thì các bạn nhìn thấy này, các bạn nhìn vào cái email của mình này. Đấy, có thông báo lên là có người lạ họ có chuyển động mà đang tiếp cận với cái tài sản của mình. Rồi thì bây giờ các bạn vào trong email xem là người ta gửi cho mình vào những cái gì ở trong email. Thì các bạn thấy yên tâm một điều rằng là cái hệ thống này nó sẽ chụp ảnh rất là nét và rõ những cái mà hành động mà xảy đến với tài sản của mình. Ở đây có bao gồm cả thông báo bằng tin nhắn các bạn nhé. Các bạn để thông báo tin nhắn đến điện thoại thì nó sẽ rất là nhanh và bao gồm cả hình ảnh luôn. Đấy, đây là hình ảnh một kẻ trộm nào đó hay người lạ mặt nào đó đang tiếp cận với cái tài sản của mình. Khá là rõ và nét đúng không các bạn? Đương nhiên cái hệ thống này hoạt động là phải có ánh sáng rồi các bạn ạ. Tối tối mờ mờ cũng được nhưng mà phải có ánh sáng. Chứ còn ban đêm thì bản thân cái camera điện thoại của mình không trang bị tính năng hồng ngoại nên là sẽ không phát hiện ra được trong cái đêm tối. Cái nhược điểm nó ở cái chỗ như vậy. Đấy, như vậy hình ảnh như này là khá là rõ nét rồi. Ok. Đấy, như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xong về cái ứng dụng sử dụng cái camera điện thoại, sử dụng cái điện thoại cũ làm một cái ứng dụng để cảnh báo và phát hiện những cái kẻ xấu xâm nhập cái tài sản của mình. Mình nghĩ rằng là sử dụng một cái, các bạn tìm một cái điện thoại cũ các bạn vứt đi thì các bạn làm vào cái việc này nó cũng khá là hay, mà chủ yếu là sử dụng các ứng dụng này mình vui và chơi là chính thôi các bạn ạ. Chứ còn nếu mà các bạn mà muốn ví dụ như các bạn có một két sắt, trong két sắt đấy rất là nhiều tiền và nhiều vàng chẳng hạn, các bạn nên mua một cái hệ thống báo chống trộm thì cái hệ thống đấy nó sẽ chuyên dụng hơn. Tuy nhiên mà những bạn nào phục vụ cho những bạn nào đam mê học hỏi và tìm kiếm thì các bạn cũng có thể sử dụng cái ứng dụng này, các bạn làm nó cũng khá là hay. Và khi hoạt động thì cái ứng dụng này cũng không chiếm nhiều dung lượng của máy, mà cái điện thoại thì nếu bỏ đi rồi thì mình tận dụng làm cái việc này nó cũng không có gì là lãng phí cả, mà rất là hợp lý. Rồi nếu mà có thắc mắc gì các bạn có thể comment ở bên dưới, mình sẽ hướng dẫn và nói chi tiết hơn. Video mình xin dừng ở đây. Nếu các bạn cảm thấy video mà hay và hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cảm ơn các bạn, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào trong những cái ứng dụng sau.